Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới, bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất cho ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về diễn biến của siêu bão Mawa trên khu vực Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, hiện nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cho biết khu vực ven biển phía nam của Nhật Bản có thể hứng chịu biển động, thủy triều dâng cao, gió dữ dội và mưa xối xả khi bão Mawa tiến tới tỉnh Okinawa của nước này. Hiện nay, quỹ đạo của siêu bão Mawa hiện đang di chuyển từ phía đông Philippines lên hướng bắc Thái Bình Dương, dự báo sẽ đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng của Philippines Pagasa dự báo siêu bão Mawa bắt đầu suy yếu khi di chuyển và gặp vùng nước lạnh hơn. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển chậm của bão đang khiến các chuyên gia khí tượng lo ngại về khả năng siêu bão này sẽ bị mắc kẹt trong khu vực và ảnh hưởng đến thời tiết của cả Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản trong vài ngày tới. Hiện nay, siêu bão Mawa dự kiến sẽ tiến gần hơn quần đảo Tsukushima của Nhật Bản, ngoài khơi đảo chính của Okinawa. Dự báo siêu bão Mawa dự kiến sẽ tiến gần hơn quần đảo Tsukushima, ngoài khơi đảo chính Okinawa của Nhật Bản và cách Đài Loan, Trung Quốc khoảng 360 km. Mặc dù đã suy yếu dần trong vài ngày qua, nhưng siêu bão Mawa vẫn có sức gió đạt 155 km/h và gió giật lên tới 190 km/h ở gần tâm bão. Hiện nay, siêu bão Mawa đang di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/h. Và cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cho biết, dự báo mưa lớn sẽ gây ra ngập cả miền Đông và miền Tây của Nhật Bản trong những ngày tới. Sóng dâng cao tới 5m trên đảo chính của Okinawa và cao tới 7m gần đến quần đảo Tsukushima. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Nhật Bản cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt ở các vùng trũng thấp, đồng thời cần cảnh giác với sét đánh xảy ra trong bão trong vài ngày tới. Theo như dự báo từ cơ quan khí tượng GMA, từ ngày mai cơn bão Mawa sẽ tiến đến quần đảo Tsukushima, ngoài khơi đảo chính của Okinawa. Vùng bão trải rộng có bán kính khoảng 220 km về phía đông bắc và bán kính 150 km về phía tây nam. Cơ quan khí tượng GMA của Nhật Bản cảnh báo việc bão di chuyển chậm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực kéo dài, làm xáo trộn các điều kiện khí quyển ở nhiều vùng. Hiện nay, cơ quan khí tượng GMA ghi nhận các đợt sóng biển dâng cao tới 5m ở khu vực đảo Okinawa và thậm chí 7m gần quần đảo Tsukushima. Mưa lớn có thể xảy ra ở cả phía đông và phía tây của Nhật Bản trong những ngày tới. Và theo như cơ quan khí tượng GMA khuyến cáo, người dân cần đề phòng lở đất và lũ lụt ở những vùng trũng thấp, nước sông dâng cao tràn bờ và các hiện tượng sấm sét. Cơ quan quản lý dịch vụ thiên văn địa vật lý và khí quyển của Philippines Pagasa cho biết, dù siêu bão Mawa đã tiếp tục suy yếu trên biển Philippines, nhưng vùng ảnh hưởng của cơn bão vẫn khá rộng. Đây là cơn bão thứ hai và là siêu bão đầu tiên của Philippines trong năm 2023. Chánh văn phòng Trung tâm Giám sát Trung phòng vệ dân sự cho biết, chính quyền một số địa phương đã bắt đầu sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao lũ lụt trên đảo Luzon và khu vực miền trung của Philippines để phòng chống bão. Trước đó, cơn bão Mawa quét qua khu vực lãnh thổ Guam của Mỹ. Đây được xem là cơn bão lớn nhất trong năm nay ở Guam, làm mất điện cơ sở trên diện rộng và gây thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất tại đây. Hiện nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến nguy hiểm của siêu bão Mawa ngoài khơi của Philippines. Cơn bão Mawa là cơn bão thứ hai hoạt động trên khu vực Tây Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023. Theo như các chuyên gia khí tượng, việc siêu bão xuất hiện ngay kể từ đầu mùa bão cho thấy mùa bão năm nay có thể bất thường và trái quy luật. Siêu bão Mawa sẽ ảnh hưởng đến thời tiết trên biển của nước ta. Vùng mây dông đang phát triển trên khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Ở khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Quốc gia cho biết, những năm có El Nino chi phối như năm nay, số lượng cơn bão thường ít hơn trung bình nhiều năm. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. Trung bình mỗi tháng có khoảng 0,58 cơn. Trong những năm có El Nino, trung bình mỗi tháng có 0,42 cơn, ít hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 28%.
Ngoài ra, điều kiện El Nino, bão và áp thấp nhiệt đới thường tập trung vào giữa mùa mưa bão từ tháng 7, tháng 8, tháng 9. Tuy nhiên, đáng lưu ý là trong những năm qua, El Nino thường hay xuất hiện cơn bão dị thường, phức tạp và trái quy luật với điều kiện tự nhiên. Điển hình là năm 2009, cơn bão số 9 Kesana rất mạnh và đi vào địa phận của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, gây ra đợt mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 9. Đỉnh lũ năm 2009 tại các sông chính như Quảng Bình đến Phú Yên đã vượt báo động 3, ngập lụt nghiêm trọng xuất hiện từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Kon Tum. Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 6 đến tháng 8 có khoảng từ 5 đến 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, trong đó có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Từ tháng 9 đến tháng 11, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông dự báo khoảng 4 đến 5 cơn, ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và tác động chủ yếu đến khu vực Trung Bộ, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ hoạt động. Trước đó, vào đầu tháng 5, trên Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mưa bão năm nay. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến đất liền mà đã tan nhanh trên biển. Kính thưa quý vị, hiện nay gió Tây Nam đang được tăng cường trên khu vực Nam Biển Đông, tác động với hoàn lưu của cơn bão Magua trên khu vực Thái Bình Dương. Mây dông đang phát triển trên khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong năm nay và ngày mai, ngày 31 tháng 5 ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo trong đêm ngày mai và ngày kia, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển kể trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Thưa quý vị, hiện nay ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ đã có mưa vừa, mưa to. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 80mm. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa từ 40-60mm, có nơi trên 60mm. Và thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Vâng, thưa quý vị thân mến, hiện nay nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã tiếp tục xảy ra. Ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo trong ngày mai và ngày kia, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ và độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến những ngày đầu của tháng 6. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 35 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, riêng ở khu vực Tây Bắc có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 38 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, vùng núi có nơi trên 37 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây,
chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ở phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Ở Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Ở khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Vừa rồi là những thông tin chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!